Hiện nay về mặt điều trị nội khoa đấy, thì chúng ta thấy có những thuốc sau đây giúp cải thiện được tử vong cho các bệnh nhân suy tim. Thứ nhất là thuốc ức chế men chuyển, thứ hai là chặn beta giao cảm, thứ ba là lợi tiểu kháng aldosterone, thứ tư là acne. Đó, thì chúng ta sẽ nói từng thuốc rất cụ thể. Các thuốc cải thiện triệu chứng, đỡ được triệu chứng rất nhanh chóng nhưng không đem lại lợi ích sống còn đấy, như là lợi tiểu đây lợi tiểu quai đấy. Và thực sự ngày nay cũng khó có thể thực hiện một nghiên cứu lại lợi tiểu furosemide có giảm được tử vong cho bệnh nhân suy tim hay không, khi mà người ta ứ trệ mỗi nước, không thể không dùng thuốc được, không thể randomize allocation chỉ định cho họ vào một cái nhóm lại không được dùng thuốc lợi tiểu khi họ đang phù được đấy. Cho nên là có những khía cạnh có lẽ là vì lý do đạo đức nghiên cứu mà người ta có thể để ngỏ rất lâu dài ở những câu hỏi lâm sàng furosemide hay các thuốc lợi tiểu quai có giảm tử vong hay không, ngày nay cũng khó có thể thiết kế lại những nghiên cứu vì nhiều lý do khác nhau. Điều dưới liều thấp được chứng minh là giảm triệu chứng, liều cao thì tăng tử vong rõ đấy, liều thấp giảm và có thể chấp nhận được trong điều trị suy tim kể cả nhịp xoa. Nitrat có thể giảm triệu chứng, cái đặc biệt kết hợp hydralazine giúp cho nhóm bệnh nhân có da màu bị suy tim vân vân. Các thuốc sau đây có thể giúp được trong hoàn cảnh nào đó nhưng có thể gây hại, hết sức cân nhắc. Các thuốc giống giao cảm, chúng ta cho dobutamine một bệnh nhân suy tim ép giảm cung đường tim tốc, huyết áp 90 60 đấy, cho dobutamine này nâng huyết áp lên để làm cho tuần hoàn nó ấm đồng lên một tí, thoát khỏi cái đợt cấp, cải thiện cái khả năng lợi tiểu. Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải giảm thuốc xuống đúng không? Sau thời gian 5 đến 7 ngày là cùng, chúng ta gọi là những cái trường hợp đợt điều trị đợt dobutamine holiday đấy. Sau chúng ta sẽ phải gối lại bằng các thuốc nền tảng như là ức chế men chuyển, sau nữa là chặn beta để có thể đảm bảo được bệnh nhân hưởng lợi lâu dài từ các điều trị nội khoa cơ bản, chứ không phải là đem một cái thuốc giải quyết vấn đề sút giảm tuần hoàn một hai hôm mà lâu dài không đem lợi ích nhiều đó. Các thuốc chống loạn nhịp phần lớn là không chứng minh được cải thiện lợi ích trong suy tim, thậm chí gia tăng. Bây giờ may ra chỉ còn mỗi Cortisone là giữ được cái vị thế của nó, còn lại các thuốc khác lần lượt đi vào các thử nghiệm, trong đó có các bệnh nhân suy tim trong các cái subgroup đó đều chứng minh không có lợi của hiệu quả. Thuốc chặn canxi là hết sức cẩn thận, làm giảm sức hút cơ tim, đặc biệt là thế hệ trước đây như là nifedipine, amlodipine có thể chấp nhận được trong điều trị suy tim ở khía cạnh là gì? Chúng ta phối hợp với ức chế men chuyển và chạy beta nữa để kiểm soát tốt huyết áp, nếu huyết áp bệnh nhân hãy còn cao. Chứ còn chúng ta không điều trị, sử dụng điều trị tiên phát, điều dưỡng liều cao là tăng tử vong, chúng ta không được sử dụng hiện nay. Không ai nghĩ chuyện dùng 1, 2, 3, 4 viên dioxin trong một ngày. Không ai nghĩ chuyện là dùng nạp, đúng không? Cho tới lúc nấm đến niệm đồ thì chuyện nó duy trì. Mà tất cả các trường hợp điều trị dioxin đều bắt đầu liều thấp và nó chính là liều duy trì. Và theo kinh nghiệm của tôi thì là một nửa viên mỗi ngày. Ít có bệnh nhân Việt Nam mà dùng nạp một viên một ngày trong lâu dài hết. Có lẽ phải sản xuất được cái viên 1,25, 0,125 nếu mà dioxin vẫn được sử dụng nhiều. Các thuốc chúng ta cho thuốc đấy, hàng ngày các bạn vẫn viết như vậy đấy, furosemide, spironolactone, lisinopril, nitrosamine, dioxin đấy. Vấn đề là bằng chứng như thế nào? Đây chúng ta cũng khảo sát lại một chút. Thì hiện nay thứ nhất nói về lợi tiểu quai chỉ định loại 1, mức độ bằng chứng C. Một là gì? Một là chỉ định rõ ràng. C là gì? C là vẫn dựa vào gì ạ? Dựa vào kinh nghiệm lâm sàng đấy. Trước sau bao nhiêu năm người ta vẫn chưa có một cái randomized clinical trial, và có thể sẽ không bao giờ có một thử nghiệm là 10 ông, 100 ông suy tim khó thở, ran phổi, phù chân vào viện, sẽ ngẫu nhiên chia làm gì ạ? Một nửa được điều trị thuốc lợi tiểu qua, một nửa thì không, đúng không? Chúng ta phải dùng để giảm triệu chứng. Nguyên tắc là giảm bớt các bao gạo, giảm gánh nặng cho tim đấy, làm cho con lừa nó chạy nhanh hơn. Lưu ý khi sử dụng là gì ạ? Lợi tiểu quai tiêu chí tử vong chưa được chứng minh là giảm được. Mục tiêu là tăng thải nước tiểu. Đối với các bệnh nhân không quá cấp tính, các bạn hãy giảm cân nặng từ 0,5 đến 1 kg mỗi ngày. Thực ra tất cả các tại khoa tim mạch có bệnh nhân suy tim ấy phải có một cân nặng ở đầu đầu khoa, hàng ngày bệnh nhân phải cân một cân. Đấy, chứ chúng ta khám xét nhiều lúc cũng không chính xác bằng cân, và mỗi ngày bệnh nhân giảm khoảng nửa cân đến 1 kg cân nặng là vừa phải. Còn nếu mà dùng thuốc lợi tiểu xong ngày mai bệnh nhân bảo em hôm qua là giảm 5-7 cân thì không không nên. Cần bù kali có thể kết hợp với lợi tiểu kháng aldosterone. Và một số thuốc lưu ý, như các bệnh nhân dùng quá nhiều các thuốc giảm đau nonsteroid thì cũng có thể bớt tác dụng lợi tiểu đi. Đúng không ạ?
Rất lưu ý. Lên tiểu kháng testosterone có thể áp dụng cho những trường hợp sau đây. Cái này các bạn có thể không biết đâu. Một là chỉ định cho bệnh nhân suy tim với MIHA24 có giảm nhiều EF dưới 35%. Chứ còn nếu mà 50% mà dùng ngay kháng testosterone cũng không phải đúng. Chỉ định cho bệnh nhân suy tim với MIHA24 EF dưới 40% có triệu chứng hoặc đái tháo đường. Đó. Đó là hai chỉ định như vậy. Hiện nay chúng ta dùng lợi tiểu kháng testosterone tương đối thường quy cho bệnh nhân suy tim. Nhưng nói thật hỏi bạn nội trú là chỉ định nào thì có thể nhiều bạn cũng không nhớ hay gạch được dòng này đâu. Lợi tiểu kháng testosterone thì thải một chút lợi tiểu, thải một chút nước. Nhưng chủ yếu là gì ạ? Nó tác động lên hệ thống renin-angiotensin aldosterone, cho nên là bớt được cái tái cấu trúc bất lợi cho thất trái. Do vậy nó có thể có hứa hẹn hiệu quả dài hạn. Hai nghiên cứu quan trọng đưa lợi tiểu kháng testosterone vào thực tiễn điều trị. Một là nghiên cứu Gauss trên bệnh nhân suy tim MIHA34, 1.600 bệnh nhân, chia ngẫu nhiên làm hai nhóm, theo dõi dọc 24 tháng. Một nhóm điều trị nội khoa suy tim cơ bản và spironolactone, một nhóm điều trị cơ bản và giả dược. Còn này đó, kết quả cho thấy là lợi tiểu kháng aldosterone trong trường này là spironolactone đã làm giảm được tỷ lệ nhập viện, giảm mức độ MIHA, giảm tử vong do suy tim một cách có ý nghĩa thống kê, mức giảm sấp xỉ 30-35%. Nghiên cứu thứ hai, nghiên cứu Ifides cho Eplerenone, một cái thuốc lợi tiểu kháng testosterone khác không có sẵn tại Việt Nam. 6.000 bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim, chia làm ngẫu nhiên hai nhóm, một nhóm điều trị sau nhồi máu cơ tim và suy tim tiêu chuẩn cộng với thuốc lợi tiểu này, nhóm còn lại là gì? Điều trị giống hệt như thế mà chỉ có giả dược thay cho viên lợi tiểu. Kết quả theo dõi dọc trên một năm cho thấy là thuốc lợi tiểu kháng testosterone đối với nhân sau nhồi máu cơ tim có ép giảm trong trường hợp dưới 40%, giảm được có ý nghĩa tử vong, giảm ý nghĩa tử vong cho tim mạch và tử vong chung đấy, giảm có ý nghĩa đột tử, nhưng không rõ rệt lắm mặc dù có xu hướng giảm tử vong vì suy tim. Đấy, đấy chính là bằng chứng rất là công tâm, đúng không ạ? Và do vậy nó có chỉ định cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có ép giảm. Lưu ý là gì? Chúng ta nên chỉ dùng cho bệnh nhân có mức lọc cầu thận trên 30 ml một phút trên mét vuông da 10/3. Đó. Cho nên suy thận nặng quá chúng ta không dùng. Đây là thuốc không giảm mức lọc cầu thận nhưng mà có nguy cơ làm tăng kali. Và khi kali máu đổ vào nên hạ xuống dưới 5.0 thì hẳn cho lợi tiểu kháng testosterone. Đấy. Và nếu như trên 5.5 thì phải dừng thuốc này, theo dõi chức năng thận sau 23 ngày, sau 7 ngày, mỗi tháng một lần khi mà theo dõi bệnh nhân trong điều kiện ngoại trú. Cái này chúng ta làm cũng đúng thôi, không có gì sai. Thuốc trên đơn chuyển người ta đã bàn nhiều, đơn thuốc nền tảng cải thiện triệu chứng và giảm tử vong. Đấy, giảm tử vong là quan trọng nhất, đúng không ạ? Sau đó giảm khả năng nhập viện, giảm cái tần suất nhập viện do suy tim mất bù. Chỉ định rõ ràng loại 1, mức độ bằng chứng A, có nghĩa là một mức độ chỉ định bằng chứng cao nhất. Nguyên tắc là tái cấu trúc lại tâm thất là chủ đạo, ngoài ra có tác dụng giãn mạch. Các thử nghiệm về thuốc trên men chuyển trong suy tim khá là đa dạng. Bây giờ tôi hỏi, trong nghiên cứu SEP thì người ta nghiên cứu thuốc trên men chuyển nào, có ai biết không? Nghiên cứu HOPE thì với thuốc trên men chuyển nào? Nghiên cứu Europa các bạn biết không? Phần lớn là không biết, đúng không? Là không biết. Thế qua dịp này là gì? Ai cũng thuộc nằm lòng thuốc trên men chuyển lợi cho suy tim, giảm nhập viện và tử vong. Nhưng mà nếu các bạn là bác sĩ nội trú, các bạn là thạc sĩ y khoa, có nghĩa là phải có dính đến vấn đề tư duy khoa học, các bạn hãy quay lại đọc các cái nghiên cứu này để biết được là cái thuốc gì đã được sử dụng, đúng không? Sôm là gì? Lấy nalaprin chẳng hạn, đúng không? Đấy. Hope là với captopril, Europa là với trinopril, vân vân. Đó, chúng ta biết. Và ở Việt Nam chúng ta ít trao đổi với nhau những chuyện này, nhưng ở nước ngoài thì các đồng nghiệp lại trao đổi dựa chủ yếu vào nghiên cứu. Đấy. Họ rất coi nhẹ cái kinh nghiệm cá nhân, mặc dù nó rất đáng kể, nhưng mà trong môi trường học thuật người ta trao đổi chủ yếu bằng bằng chứng. Đấy là điểm khác biệt. Còn Việt Nam là gì ạ? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, tôi có ca lâm sàng này, đúng không? Thì cũng được thôi, nhưng mức độ bằng chứng được xem là thấp. Ước chế bên chuyển, ước tính chung giảm tử vong thêm 16-31% so với giả dược. Đó. Tức là cũng nhiều đấy, nhưng cũng không phải là quá nhiều đâu. Thế mà nó đi vào điều trị nền tảng từ rất nhiều năm đấy. Nếu sử dụng là khởi trị thấp từ tăng dần và đạt liều tối ưu, nhắc lại. Đó. Đôi khi gặp phù mạch ho khan, còn nếu như vậy thì chúng ta hãy chuyển sang ức chế thụ thể, đang chuyển.
thụ thể AT1. Ung thư thụ thể hiện nay chỉ định cho bệnh nhân không dùng nạp ức chế men chuyển là 1A, có thể trị liệu đầu tiên nếu các bạn muốn. Đấy. Còn bệnh nhân suy tim thì gì ạ? Rất dễ ho, nào là ho do viêm phổi, ho do ứ nước ở phổi, đấy, ho đủ các loại. Nhiều khi chúng ta có trường hợp chúng ta ngại bệnh nhân ho lắm, hoặc là ho không biết do cái gì, thì các bạn có quyền lựa chọn các thuốc ức chế thụ thể AT1 angiotensin như lựa chọn đầu tay của suy tim. Tuy nhiên cũng không phải tất cả đâu, một số thuốc như lô sạc tăng, canê sạc tăng, chứ còn temi sạc tăng lại chưa có bằng chứng, rồi van sạc tăng, điều van, đó là những cái thuốc có bằng chứng. Mỗi nghiên cứu, mỗi thuốc này đều có một diện nghiên cứu riêng cho nó. Đấy. Các bạn chắc chẳng bao giờ để ý là nghiên cứu Valiant là gì, rồi nghiên cứu Chamantinet, đúng không? Đó là những nghiên cứu mà nó đã đưa thuốc ức chế men chuyển đi vào thực tiễn điều trị. Người ta cũng khuyên là không kết hợp hai thuốc này cho các bệnh nhân. Tại sao biết không? Tại vì người ta không thử nghiệm bệnh nhân suy tim đâu, người ta thử nghiệm bệnh nhân tăng huyết áp, nghiên cứu on target, đúng không? Thế nên là kết hợp giữa temesac tăng và ramipril để làm tăng tổn thương thận, cho nên người ta hiện nay không kết hợp hai thuốc. Đấy. Và qua cái nghiên cứu đó, nghiên cứu on target thì đẻ ra nghiên cứu transcend. Đấy, cho nên mỗi thứ lịch sử nó có nhiều cái rất là hay. Đấy, trong internet đặt ra câu hỏi là nếu không dùng nạp ức chế men chuyển thì dùng ARB có lợi hơn so với giả dược không? Thì thấy nó gì ạ? Đều giảm các tiêu chí tử vong ngoại nguyên nhân, nhập viện do suy tim, tử vong do bệnh tim mạch, đều giảm một cách có nghĩa thống kê. Đó. Nếu một nghiên cứu mà tự tin ấy, thì người ta sẽ đưa ra các tiêu chí chính rất chuyên biệt, kiểu như diện giảm đột tử hay không, giảm tử vong suy tim mất bù không, giảm tái nhập viện suy tim không, từng tiêu chí riêng rẽ. Nếu các nhà thử nghiệm không tự tin lắm thì người ta phải bằng cách nào, hoặc có những khó khăn khách quan trong nghiên cứu. Ví dụ nghiên cứu trong một đối tượng bệnh nhân mà nguy cơ thấp quá, sau 3 năm theo dõi chả có ai biến cố và chết cả, thế để phân tích được người ta làm gì ạ? Người ta phải gộp các tiêu chí lại. Các bạn hiểu vấn đề không? Cho nên người ta, chúng ta có những cái câu kiểu như là primary endpoint là tiêu chí chính, hoặc là composite endpoint là tiêu chí gộp chính. Đấy. Thế thông thường thì một nghiên cứu mạnh có nghĩa là gì? Trả lời từng tiêu chí riêng rẽ một cách rõ ràng, thắng hay thua. Còn trong trường hợp không chắc chắn lắm, hoặc nghiên cứu có nhiều vấn đề hạn chế về tài nguyên nguồn lực hoặc khách quan khác, người ta phải chấp nhận là gì? Tiêu chí gộp. Đấy. Trên các bạn đọc thì tiêu gộp có nghĩa là yếu hơn một chút đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn vài nét về digoxin. Đây là một thuốc quen thuộc. Digoxin là gì ạ? Giống như củ cà rốt trong mũi con lừa, kích thích tim co bóp mạnh lên, nhưng không giải quyết căn bản cán cân cung cầu oxy hay tái cấu trúc cơ tim. Do vậy thì digoxin nó cũng không giải quyết được dài hạn cái vấn đề của suy tim. Chứ giống như củ cà rốt trong mũi con lừa, kích thích con lừa chạy nhanh nhưng không cung cấp năng lượng, không tái cấu trúc sức khỏe cho nó, thì dần chúng sẽ diện mệt thôi. Đó. Trên các nghiên cứu cho thấy là, đặc biệt nghiên cứu Dick đăng trên New England vào năm 1997 thì đã trả lời một câu hỏi gây sửng sốt ngày đấy, là digoxin cho dù dược lý học tăng sức hút cơ tim nhưng không cải thiện được sống còn so với giả dược P và 0,8, tức là P rất là yếu, đúng không ạ? Hai cái gần như ngang bằng nhau. Đấy. Tuy nhiên là gì? Tôi thấy đó là digoxin mà liều cao thì tử vong nhiều, liều thấp thì tử vong ít hơn. Đấy, cho nên người ta bên này có một câu chuyện là vẫn chấp nhận dùng digoxin liều thấp vẫn có lợi ích nhất định. Đấy, chúng ta để ý cái đường màu xanh xanh lá cây ở đây so với đường màu vàng là giả dược cũng giảm tương đối đấy, so với đường màu vàng. Đấy, cho nên người ta thấy là gì? Trong trường hợp này liều trung bình liều cao tuyệt đối không dùng, nhưng nếu liều thấp duy trì có thể cân nhắc cho các bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thất trái giảm, ngay cả khi bệnh nhân có nhịp xoang. Còn đương nhiên ưu tiên lựa chọn là diện các bệnh nhân dùng nhĩ nhanh. Đó. Chỉ định hiện nay 2A có nghĩa là ức chế men chuyển chạy beta lên tiểu kháng rosoon mà vẫn còn triệu chứng thì cân nhắc digoxin. Đó, ta nói lại, nói thêm một chút về chạy beta giao cảm. Đây là một thuốc mà giảm bớt cái hoạt hóa quá mức thần kinh giao cảm gây độc cho tim mạch không có lợi. Đó, chỉ định bây giờ của chạy beta giao cảm là gì? Chỉ định loại 1A. Đấy, không còn bàn cãi. Tuy nhiên đây là một thuốc mà sẽ nhảy vào bước 2 sau vài ngày sau khi suy tim đã ổn định hơn, đặc biệt là huyết áp tâm thu vững, và đặc biệt nữa là bệnh nhân không có các chống chỉ định với thuốc ức chế beta giao cảm. Thuốc chế beta giao cảm cũng được nghiên cứu nhiều trong các cái bệnh lý suy tim, đặc biệt nổi trội nhất chính là các cái thử nghiệm trên pha 3
pha 3 trên cái suy tim lâm sàng giai đoạn C, US Carvedilol Trial, Merit HF với gì ạ? Metoprolol, Cibis 2 với Bisoprolol, và gần đây nhất chính là Seniors với Nebivolol. Và các thử nghiệm này đã trả lời bằng chứng không còn bàn cãi trên bệnh giao cảm, nếu dùng đúng cách, đúng chỗ, đúng bệnh nhân, đúng cách chỉ định và chống chỉ định thì đem lại lợi ích rõ ràng khác biệt cho các bệnh nhân suy tim với số tử vong giảm. Các bốn thử nghiệm được thấy là so với giả dược chạm beta giao cảm đã giảm trung bình được 35% nguy cơ tương đối tử vong và tái nhập viện do suy tim đó. Và sau này nữa đối với cả nebivolol cũng vậy, đấy, giảm được khoảng 35%. Và đây là thuốc, chúng ta biết là khó có thuốc men nào mà giảm 100% lắm, đúng không? Nếu giảm 100% thì trong phác đồ điều trị suy tim chỉ có mỗi thuốc đây là đủ, chả cần thuốc khác. Mỗi một thuốc giảm 20-30-40% góp phần một tí, đúng không? Làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn, sống lâu hơn, đúng không? Khỏe hơn. Lưu ý sử dụng cái slide này, các bạn cũng nghe các thầy nói rất nhiều là phải hô đấy, rồi khởi đầu bằng liều nhỏ, rất từ từ tăng dần, và lưu ý các chống chỉ định. Hiện nay thì hội nhưng mà châu Âu khuyến cáo bốn thuốc: Misoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Succinat và Nebivolol. Hội tim mạch Hoa Kỳ thì chưa chấp thuận Nebivolol. Không biết ngày hôm qua đã chấp thuận chưa thì tôi chưa rõ. Nhưng mà nhìn chung là hội tim mạch châu Âu thì 4, còn Hoa Kỳ thì 3. Việt Nam thì vẫn chấp nhận 4 thuốc điều trị suy tim. Đến lúc này chúng ta nên cho thuốc chạy beta giao cảm, đúng không? Vì là suy tim có giảm chức năng thất trái, suy tim đã khô. Đấy. Câu hỏi tiếp theo nữa là Ivermectin như thế nào? Thì có thể chỉ định những trường hợp không dung nạp chạm beta, giảm tần số tim. Có thể kết hợp Ivermectin với chạm beta giao cảm để tối ưu hóa kiểm soát tần số thấp trong suy tim. Đó. Nhưng mà chỉ định cho bệnh nhân có nhịp xoang. Đấy, sau chúng tôi đã cho thêm chạm beta giao cảm, cho thêm tí statin. Đấy, bởi vì là bệnh nhân này có sơ vữa động mạch vành. Thuốc chống đông có dùng cho bệnh nhân suy tim không? Câu trả lời là không, đúng không ạ? Phần lớn các bệnh nhân suy tim chúng ta không dùng thuốc chống đông nếu bệnh nhân là nhịp xoang. Chúng ta chỉ định cho bệnh nhân suy tim nếu kèm theo rung nhĩ và các yếu tố nguy cơ tắc mạch khác. Ví dụ suy tim mà có van cơ học nhân tạo, đấy, van sinh học mà trong những tháng đầu thì chúng ta bắt buộc phải dùng đấy. Và đặc biệt là rung nhĩ là chỉ định thông thường nhất đấy. Chứ chúng ta không dùng thường quy nhé cho các bệnh nhân suy tim. Nhiều bạn bảo là thưa thầy, cái này BD tận 70 ở F còn 20% em dùng thuốc chống đông nhé? Không, nếu bệnh nhân nhịp xoang là không. Trừ trường hợp là trên siêu âm tim thấy có một cục máu đông ở trong tâm thất, nhưng cục máu đông này ít gặp ở bệnh nhân suy tim mạn tính lắm, thường gặp là gì ạ? Sau nhồi máu cơ tim thôi. Còn nếu bệnh nhân suy tim một bệnh cơ tim giãn lâu ngày, ít có máu đông trong tâm thất lắm, vì nó đã lâu năm nó thích nghi. Phần cuối cùng tôi xin trình bày một vài nét về acne. Đây là một thuốc các bạn cũng nên biết, các bạn cũng đã đi dự các hội thảo. Acne là viết tắt của ức chế angiotensin và ức chế neprilysin. Cụ thể, ức chế angiotensin là vai trò của van sạc tăng, ức chế neprilysin là vai trò của sacubitril. Biệt dược tại Hoa Kỳ là Entresto, biệt dược tại Việt Nam là Uperio. Hai thuốc này lần lượt được Hội Tim mạch Hoa Kỳ và châu Âu chấp thuận trong điều trị suy tim mạn tính với áp giảm vào năm 2016, cách nhau đúng một tuần lễ. Đấy, cách nhau đúng một tuần lễ. Trong đó thì châu Âu sau Hoa Kỳ trước vài hôm. À, châu Âu trước Hoa Kỳ sau vài hôm, xin lỗi. Chúng ta biết là trong suy tim thì cơ thể sẽ tiết ra các cái peptid lợi niệm ANP, BNP, CNP, tác dụng là giảm kích thích giao cảm, giảm vasopressin, giảm mối nước, có tác dụng chống suy tim. Và các chất này nó sẽ bị giãn hóa bởi một enzyme tên là neprilysin. Đấy, sau khi cái chất này tiết ra một thời gian khá là ngắn ngủi sau khi tác dụng sinh học, xu hướng là chống suy tim, thì các chất này sẽ bị neprilysin sẽ giãn hóa thành các hoạt chất không có hoạt tính và bị thải ra ngoài. Đấy, thải ra ngoài. Do vậy thì khi suy tim tiết chất này ra nhiều, béo suy tim nhưng nó đã bị thải khá là nhanh. Còn người từ lâu người ta đã nghĩ cách là gì ạ? Ức chế cái neprilysin này thì sẽ làm tăng nồng độ ANP, BNP, CNP và do vậy sẽ tốt cho suy tim. Nhưng khổ mà nói là gì ạ? Cái chất này neprilysin cũng là chất giãn hóa angiotensin 2. Angiotensin 2 có rất nhiều con đường thoái hóa, giãn hóa, nhưng mà một con đường là đi qua neprilysin. Do vậy, nếu ức chế neprilysin thì sẽ ứ lại được ANP, BNP, CNP là tốt cho suy tim, nhưng đồng thời nó ứ lại nốt cái angiotensin 2. Bởi vì là angiotensin 2
cũng bán thải, cũng thải qua con đường nepotism một phần nào. Chính vì vậy sau rất nhiều năm thì người ta cũng nghiên cứu mãi, người ta quyết định là kết hợp giữa van sạc tăng là một chất, kết hợp giữa sacubitril là một chất ức chế nepotism để làm tăng ANPP, NPCP, với van sạc tăng là một chất chặn AT1 của angiotensin 2, thì van sạc tăng sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề tăng nồng độ angiotensin 2 khi mà dùng sacubitril. Vấn đề nữa là gì? Nếu trộn hai thuốc này làm vào với nhau thì hiệu quả người ta thấy không rõ. Và chính vì sau bao nhiêu năm thì Novartis người ta đã sinh ra một chất, một cấu trúc phân tử ố bụng, tôi xòe làm hai nửa, cắt ra hai nửa, một nửa sẽ tạo ra thành sacubitril và một tiền chất ức chế nepotism, một nửa là van sạc tăng. Đấy chính là cái thành công về mặt dược lý, chế phẩm dược lý. Và cái chất acne hay là sacubitril van sạc tăng đấy đã đi vào thực tiễn điều trị suy tim từ nghiên cứu Paradigm năm 2014 trên các bệnh nhân suy tim mạn tính, EF giảm. Câu hỏi đặt ra là liệu acne này có lợi ích điều trị suy tim không? Nếu hỏi như vậy thì khiêm tốn quá, khiêm tốn quá. Thứ hai nữa là gì ạ? Nó thuộc họ hàng của ức chế angiotensin. Do vậy cho nên bây giờ nếu so với giả dược thì cũng hèn quá, bởi vì là các thuốc ức chế men chuyển bao nhiêu năm nay nó đã đặt gì ạ? Đặt nền tảng vững chắc không còn bàn cãi. Và chính vậy để tạo ra ấn tượng thì bắt buộc thuốc này phải so sánh với thuốc ức chế men chuyển. Và để đảm bảo cái đạo đức nghiên cứu, bắt buộc thuốc này phải so sánh với thuốc ức chế men chuyển. Và nghiên cứu đã đi vào so sánh với enalapril là một thuốc ức chế men chuyển lừng lẫy, đúng không ạ, lừng lẫy trong lịch sử điều trị suy tim. Và thách thức không hề nhỏ, nếu thuốc này bằng được ức chế men chuyển thì người ta sẽ uống thuốc ức chế men chuyển rẻ rất nhiều, kinh nghiệm điều trị lâu năm đấy. Nếu kém hơn thì bị xóa sổ, đi vào dĩ vãng, và phải hơn thì mới có thể đi vào thực tiễn. Và kết quả cho thấy là gì? Hơn thật. Các bệnh nhân suy tim EF giảm trên 8.000 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, đầu tiên là uống enalapril thấy dung nạp được cái đã, sau đó lại uống cái thuốc mới này cũng dung nạp tốt, rồi tăng liều lên thấy là cũng chịu được, sau đó bắt đầu ngẫu nhiên hóa chia làm hai nửa, điều trị nội khoa nền tảng chặn beta giao cảm, thuốc lợi tiểu, tất cả mọi thứ đều có hết. Một nửa điều trị bằng thuốc mới là acne, một nửa là enalapril, và theo dõi trung bình 27 tháng. Rất là thách thức đúng không ạ? Vì bản thân enalapril 10 mg lại BID, tức là hai lần mỗi ngày, là liều quá tối ưu trong điều trị suy tim. Rất nhiều thách thức. Tuy nhiên là không ai dại bỏ ra $1 tỷ để làm một nghiên cứu mà không biết chắc chắn thế này. Tôi chắc chắn trước đó nhà sản xuất người ta đã làm các cái pilot study, thấy có hiệu quả đấy, người ta mới làm như vậy. Và kết quả thực sự là rất đáng mong đợi đúng không ạ? Trên tờ New England đúng không ạ, đăng tải vào 2014, cái đây khoảng gần 5 năm, thì thuốc acne mà mã số là LCZ696 đã tốt hơn hẳn enalapril ở tiêu chí giảm tử vong và tái nhập viện do suy tim. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và mức giảm nguy cơ tương đối là 20%. Hãy thử hỏi xem một bệnh nhân của những năm 2014-15 đã điều trị nội khoa bài bản và bây giờ có thêm một thuốc mới, nó còn giảm thêm được 20% tỷ lệ tử vong và tái nhập viện thì rõ ràng rất đáng kể. Và chính vậy thì acne đã đi vào thực tiễn điều trị rất nhanh và cũng đã mơn men sang Việt Nam đúng không ạ? Và tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ acne như là một cái lựa chọn điều trị mới có thể giúp được các bệnh nhân. Tuy nhiên kinh nghiệm chúng ta thì chưa nhiều, nhất là cái dung nạp về huyết áp ở các bệnh nhân suy tim như bệnh nhân Việt Nam có được như bệnh nhân châu Âu hay không, chúng ta cũng không rõ. Lý do thứ hai nữa là khi các bạn chuyển ức chế men chuyển sang acne, bắt buộc phải ngưng thuốc khoảng 36 tiếng, khoảng 1.5 ngày. Vì nếu các bạn dùng hai thuốc này có overlap về tác dụng, nó rất gây ra một cái biến chứng là phù mạch và có thể gây tụ huyết áp, nhưng phù mạch nguy hiểm hơn.